tịch công ty câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Vân, nhà tài trợ chính với thương hiệu gạo A An. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm. Cố gắng của các bà nhé. Một chân số áo rất đẹp và chúc cho số áo này sẽ mang lại những may mắn. Mục tiêu của Hải cũng như là những cầu thủ của Sông Lam Nghệ An sắp tới thì chắc chắn là sẽ luôn luôn phải nỗ lực và chăm chỉ hơn nữa để có thể không phụ lòng chủ tịch cũng như là ban lãnh đạo tập đoàn để có thể mang về những cái thành tích mà chủ tịch cũng như là lãnh đạo tập đoàn mong muốn, và cùng chưa thể giảm gỡ về thành tích nhưng mà có thể nói là anh em sẽ cố gắng luôn luôn đồng lòng và chiến đấu hết mình vì mong có sắc áo và cũng như vì hình ảnh của tập đoàn. Tất cả các anh chị trong lãnh đạo tập đoàn Tân Long và cũng như là các anh chị trong những nhà tài trợ đồng hành cùng với các anh em báo chí. Vâng, xin cảm ơn ông Võ Quang Hải. Chúc cho số áo này sẽ mang lại sự may mắn và những phong độ đỉnh cao nhất của Quế Quang Hải trong màu áo đội bóng quê hương. Tôi hy vọng rằng với những nền tảng sẵn có cùng với sự đồng sức, đồng lòng các bạn cùng với ban huấn luyện và các đồng đội tại câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết, và từ đó từng bước đưa thành tích của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không ngừng tăng lên. Các bạn đã trở về với đội bóng quê hương. Tôi chúc tất cả hai bạn sẽ có được rất nhiều những thành quả như là cái màu cờ sắc áo, cống hiến tận tâm, đoàn kết và đem cái đội bóng Sông Lam của chúng ta ngày càng phát triển hơn, có nhiều thành tích hơn, và cũng dẫn dắt các đàn em đội trong đội 1 cũng như là đội trẻ trong tương lai sẽ xây dựng một đội bóng quê hương của chúng ta có một cái trở lại những cái vinh quang như những cái cách đây hàng chục năm. Và hy vọng là khi các bạn trở về thì điều đó cùng với ban lãnh đạo của tập đoàn cũng như là ban lãnh đạo câu lạc bộ cùng toàn thể vận động viên sẽ hiện thực hóa được cái giấc mơ đem Sông Lam Nghệ An ngày càng phát triển và bóng đá góp phần cho bóng đá quê hương cũng như là bóng đá của Việt Nam, và làm nức lòng người hâm mộ cả nước cũng như là người hâm mộ của Sông Lam Việt Nam. Tôi chúc các bạn thành công trong môi trường của Sông Lam Việt Nam sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin trân trọng cảm ơn. Đấy là một cái tình cảm rất là to lớn đối với Hoa. Và rất là cảm ơn tập đoàn đã cho Hoa và Hải có cái cơ hội để có thể cống hiến hết sức mình, cống hiến hết khả năng của mình. Xin cảm ơn cầu thủ Trọng Hoàng và xin trân trọng kính mời những chia sẻ của Quý Ngọc Hải. Không điều gì có thể quan trọng bằng gia đình và không điều gì có thể quan trọng bằng quê hương cả. Thì Hải nghĩ là những cái điều đó thật sự khéo mình để dạy cuộc đời, nên là đó là điều thứ hai. Và thực sự là như chia sẻ của Hải lúc nãy thì thực sự là Hải rất là người muốn gửi lời cảm ơn tới chủ tịch cũng như là tất cả lãnh đạo của đội bóng cũng như là tập đoàn.